Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2. Tập 27. Chương 261, Đoạt Mệnh Thiên Hộ 2. Khi Viên Mẫn tìm tới Phúc Liên Thăng thì vừa lúc Lương Tam muốn ra ngoài, nhìn thấy một cẩm y vệ mặc cẩm y hoa phục uy nghi đứng ở đại sảnh không khỏi thoáng giật mình, lặng lẽ lùi về. Từ lão bản tới hỏa kế của khách sạn đều quỳ rạp dưới đất, không dám ngẩng đầu. Hai tên bách hộ, mấy chục tiểu kỳ, phiên tử đã vây kín khách sạn Phúc Liên Thăng. Lương Tam chưa kịp về tới hậu viện nơi đám tiền đa đa ở thì đã bị một đám phiên tử chặn ở hành lang. Cút xéo! Lương Tam gầm một tiếng, vết sẹo chạy qua mắt đỏ lên như con rết bám trên mặt hắn, trông vô cùng ghê rợn, dáng vẻ sát khí đằng đằng ấy không ngờ khiến đám phiên tử giáo giác lùi lại. Viên Mẫn nghe tiếng quát quay sang, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh đó, cẩm y vệ biến thành bộ dạng này, thực sự khiến hắn đau lòng, nhớ năm xưa cẩm y vệ tung hoành thiên hạ. Loại người mà nhìn một cái biết ngay không phải loại lương thiện kia, nhìn thấy phi ngư phục của cẩm y vệ là quỳ xuống cầu xin, nào dám lớn lối. Khi hắn định tự mình bắt Lương Tam từ từ khe hở hành lang, mười mấy cây điểu súng nhô ra, nòng súng đen ngòm chĩa về phía đại sảnh, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng dây cháy xì xì. Cút, không thì chết! Lương Tam quát lần nữa, Viên Mẫn cười lạnh bước thẳng vào hành lang, xưa nay chỉ có mỗ lấy mạng người khác, lần đầu nghe thấy có người dám lấy mạng mỗ đấy. Lương Tam hơi nheo mắt lại, không vì thái độ không sợ chết của Viên Mẫn mà sợ, ngược lại giống có vẻ bị kích thích, khóe môi hơi nhếch lên, ngươi cứ thử tới gần 10 bước xem. Viên Mẫn đi tới gần Lương Tam 5 bước thì dừng lại, nhìn quanh, Tần Vương Phủ trang bị hỏa khí từ bao giờ, lại còn dám mang ra rêu rào. Tần Vương Phủ ta khi quyết chiến với tặc khấu Quan Trung thì cẩm y vệ ngươi rời Quan Trung, khi kiến nô đánh cướp kinh sư. Tần Vương Phủ ta xin tiến kinh, cẩm y vệ ngươi lại phái hai tên thiên hộ tới vương phủ, lệnh vương của ta không được có bất kỳ hành động gì. Nay có nội quyến vương phủ ta tới Dương Châu xem hoa quỳnh, sao cũng đắc tội với cẩm y vệ ngươi thế? Để ta kiểm tra yêu bài đã. Lương Tam cầm yêu bài ném ra. Viên Mẫn đưa tay bắt lấy, xem kỹ rồi ném lại, yêu bài không có gì sai, mỗ gia phái nội quan tới gặp nội quyến Tần Vương. Ngươi muốn sỉ nhục Tần Vương phủ ta sao? Quy củ là quy củ, không thể nào nói là sỉ nhục, bản thiên hộ còn không phải bị Tần Vương phủ ngươi dùng hỏa khí chĩa vào đó sao? Nghe nói còn nổ súng bắn hộ vệ của tri phủ Dương Châu ngay trước mặt mọi người, rốt cuộc là ai ngang ngược đây? Một đám cẩm y vệ thấy hai người đã trò chuyện tử tế, dưới sự hiệu lệnh của Viên Mẫn từ từ lui ra, Lương Tam xua xua tay, hỏa thương trong tường cũng thu về. Chỉ là hai người vẫn đứng cách nhau 5 bước nhìn chằm chằm, không ai nhường ai. Không bao lâu sau có hoạn quan áo đen cầm phất trần đi vào nội viện, rất nhanh đi ra, thì thầm bên tai Viên Mẫn. Đúng là nội quyến Tần Vương. Viên Mẫn lấy làm lạ, tên này vào đó thậm chí chưa đủ thời gian uống ngụm trà cơ mà, sao ngươi biết được? Hoạn quan cười thần bí, cha ra biết là biết, nếu như Tần Vương, Thế Tử Vương không tới, Nguyên Văn xưởng công là. Rút lui đi. Viên Mẫn không cam lòng, bọn họ có hỏa súng. Cha ra chỉ truyền lời thôi. Công công nói phải. Tiện hoạn quan đi rồi, Viên Mẫn giải tán cẩm y vệ, một mình ngồi ở đại sản, sai chủ khách sạn mang lên một ấm trà, tự rót tự uống, chẳng hề có ý rời đi. Lương Tam không chịu kém cạnh, sai chủ khách sạn mang lên một bầu rượu, vài món nhắm, cũng ngồi ở đại sảnh nhâm nhi một mình. Viên Mẫn nhai đỗ tương chắp tay, huynh đài trước giờ luôn chấp dịch ở Tần Vương Phủ à? Lương Tam uống một ngụm rượu, mỗ gia trước kia là hảo hán cướp của trên Trung Nam Sơn. Được, thống khoái. Viên Mẫn nâng chén trà lên, xin hỏi đại danh của huynh đài. Lương Tam nâng chén rượu, uống cạn vỗ chén xuống bàn, mỗ gia Lương Tam, phỉ hiệu bị vương gia bỏ đi rồi. Viên Mẫn lại ném hạt đỗ tương nữa vào mồm nhai rôm rốp, tháo tú xuân đao bên hông đặt lên bàn, sớm nhìn ra huynh đài không phải người trong công môn. Tần Vương Phủ cũng không dùng hán tử phóng túng như huynh, xem ra Quan Trung tặc khí hoành hành, ngay cả Tần Vương Phủ luôn chú trọng gia phong cũng chiêu mộ hảo hán như Lương Huynh làm hộ viện. Chó trong nhà làm sao bì được sói hoang như các ngươi, ăn thịt người không nhả xương, chức vị ngươi không thấp, được thế tập. Mỗ gia từ Liêu Đông về, sau khi gia phụ chết liền thay thế chức thiên hộ cẩm y vệ.
Lương Tam nghe vậy nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, không tin, ở Liêu Đông có thể nuôi chó da non thịt mềm như thế à? Viễn Mẫn cởi áo, lộ ra hai vết đao dài ở ngực, trận chiến ở Hỉ Phong khẩu, Mỗ ra giết 4 tên kiến nô. Cái này do tên thứ tư để lại, hại Mỗ nằm trên giường nửa năm trời, cứ tưởng cái mạng này mất rồi, nhờ trời thương vẫn đi lại được. Lương Tam cầm bầu rượu tới bàn Viên Mẫn rót một chén rượu, ta mời ngươi. Viên Mẫn giữ lấy bầu rượu, trước tiên ngươi nói cho rõ vụ cướp Diêm Thương có phải ngươi làm không. Lương Tam trừng mắt lên, ngươi dám hoài nghi ta. Các ngươi xuất hiện đúng lúc, lại có nhiều điểm nghi vấn, Mỗ mà không hỏi gì thì lơ là chức phận rồi, cứ hỏi rõ xong hãng uống, như thế mới uống thống khoái được. Được, thẳng thắn lắm, đêm Diêm Thương bị cướp, Mỗ ra cùng cô nương trong nhà đi tìm một lão bảo tử tên Hoa Bà Tử tính sổ, chi phủ Phan Đạt có thể làm chứng chỗ ta. Viên Mẫn gật đầu, chuyện này ta biết, vì sao? Chuyện này tốt nhất ngươi đừng quản, cô nương nhà ta trước khi vào vương phủ, cả nhà bị hại chết, vốn không biết, gần đây có người bắn tin cho, lần này đi Dương Châu là để đòi lại công bằng. Lương Tam khẽ lắc đầu, Viên Mẫn bấy giờ mới bỏ tay ra, chúng ta uống một chén. Thế là chẳng mấy chốc hai người vốn ở thế đối đầu lại, chén qua chén lại uống thống khoái, làm đám cẩm y vệ canh bên ngoài cùng người Vân Thị đưa mặt nhìn nhau, không hiểu sao chuyện lại thành thế này. Tiền Đa Đa nghe Vân Xuân bẩm báo lại tình hình bên ngoài than, thời buổi này đám lão tặc đều tu luyện thành tinh rồi. Vân Xuân cười toét miệng, sớm nói Tam Thúc thông minh lắm mà. Nói là thông minh thì không hẳn, Tam Thúc còn xa mới gọi là thông minh, đây là kinh nghiệm sống là sự từng trải. Thứ này còn quý giá hơn thông minh nhiều. Tiền Đa Đa đính chính lại, thế sao, vậy thì một ngày nào đó ta cũng sẽ như Tam Thúc rồi. Vân Xuân như nhìn thấy tia hy vọng cuối đường hầm tăm tối, Hà Thường Thị ở bên nghe họ nói chuyện. Rốt cuộc hiểu thân phận cô nương mình hầu hạ là sao, vốn bị đại danh cẩm y vệ dọa mặt cắt không ra máu dần có huyết sắc. Phan Đạt lúc này bị treo lên cái giá gỗ, thân thể tò béo run rẩy kịch liệt, giờ ông ta hiểu rồi. Xưởng công nhìn chúng gia tài của ông ta, chỉ mượn sự việc của Tần Vương Phủ ra tay mà thôi. Trong lòng cực hận, nhưng không dám hận Tào Hóa Thuần, chỉ hận bản thân vì sao lại đem truyền Tần Vương Phủ ra kể với một tên thái giám. Tông Thất và Hoạn Quan, nhất là thái giám Đông Xưởng, xưa nay là đại địch của Tông Thất. Trước kia khi Đông Xưởng ngông nghênh, cẩm y vệ ngang ngược, phiên vương thiên hạ ai ai cũng sợ ba phần. Từ khi Ngụy Trung Hiền bị treo cổ chết, cẩm y vệ và Đông Xưởng không ai dám kiêu ngạo nữa. Lúc này vị trí giữa Tông Thất và Hoạn Quan đã đảo ngược, Phan Đạt hắn thành vật hy sinh đầu tiên. Chương 262, quá trình rất quan trọng. Đoạn đối thoại giữa Viên Mẫn và Lương Tam chẳng mấy chốc xuất hiện trong tay Tào Hóa Thuần. Nơi này vốn là gian phòng lớn, giữa ban ngày nhưng bốn phía đóng chặt cửa, giữa phòng là chậu lửa cháy bập bùng. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt trắng tới khác thường của Tào Hóa Thuần. Hắn xem qua mẩu đối thoại kia tự lẩm bẩm, tặc khấu lại thành hộ vệ Tần Vương Phủ, bảo sao quan trung hiện giờ cắm kim không vào. Hất nước không ướt, ta sớm nói mà, một cái huyện Lam Điền nho nhỏ thì làm sao gây ra tiếng tăm lớn như thế, xem ra Tần Vương Phủ không an phận nữa. Lưu Như Ý, ngươi nói nội quyến Tần Vương Phủ cực đẹp. Hoạn quan áo đen Lưu Như Ý tới bên Tào Hóa Thuần cười nịnh, trong số phụ nhân nô tài từng gặp, nữ tử này có thể nói là dung mạo đệ nhất, khí chất đệ nhất. Làm nô tài tán thưởng nhất là sức sống trên người nàng, không giống như đám phụ nhân bình thường, đẹp thì đẹp, song như cái xác không hồn vậy. Còn nữ tử này nhìn một cái đã khiến người ta cảm giác xung quanh là nắng xuân, cực phẩm nhân gian như vậy, người thường không sở hữu được. Xưởng công, hay là chúng ta dâng mỹ nhân này lên cho bệ hạ? Tào Hóa Thuần hừ lạnh một tiếng, Lưu Như Ý quỳ vội xuống đất khấu đầu thỉnh tội. Bệ hạ thức khuya dậy sớm vì giang sơn đại minh, còn về phần mỹ nhân, bệ hạ không hứng thú, lúc này hiến mỹ nhân lên cho bệ hạ, không được bệ hạ tán thưởng đâu. Lưu Như Ý, ngươi muốn làm bình bút thái giám, vậy mà không nhìn thấu tâm tư bệ hạ sao? Chỉ cần là chuyện tổn hại giang sơn đại minh, bệ hạ đều tàn nhẫn xử quyết. Lưu Như Ý vội khấu đầu, đa tạ xưởng công chỉ điểm. Tào Hóa Thuần nói một lúc đã ho, sắc mặt vừa bừng lên chút huyết sắc đã nhanh chóng ảm đạm, thân thể này của ta e là hỏng rồi, đám các ngươi phải cố gắng. Đừng thấy giờ hoàn cảnh chúng ta gian nan, chỉ cần một ngày bệ hạ và thần tử không tin lẫn nhau, đám nô tài chúng ta sẽ có ngày được trọng dụng. Ta hỏi ngươi, tra xét xong gia sản của Phan Đạt chưa? Lưu Như Ý bò dậy báo nhỏ,
hoàng kim 1.8321 lượng, bạc 9.8430 lượng, các loại hàng hóa khác, nô tài chưa nhập sổ, xưởng công xem qua. Tào Hóa Thuần ho kịch liệt một tràng, đợi thở đều lại nói, lần này không cắt xén gì hết, trình hết lên cho bệ hạ. Gọi quan viên lớn nhỏ ở phủ Dương Châu tới đây, để cho bọn họ nhìn vị tri phủ được lại bộ bình loại yêu bao năm qua vét bao nhiêu máu thịt của dân, nhất định phải làm thành thiết án. Bao nhiêu tiền tài thế này, nếu còn không thể làm thành thiết án thì nô tài treo cổ chết cho rồi. Lưu Như Ý đấm lưng cho Tào Hóa Thuần, vậy không biết gia quyến Phan Đạt xử trí ra sao. Tào Hóa Thuần phất tay, đem người Tần Vương Phủ muốn giao cho người ta, nói là lão nô Tào Hóa Thuần xin có lễ dâng lên, còn lại đem bán hết. Trước kia Vân Chiêu từng nói với Tiền Đa Đa, nếu như vương triều cường đại, vậy thì cuộc sống của quan viên chẳng sung sướng. Bách tính tới làm việc sở dĩ cung kính đó là vì quốc gia, là nha môn mà ngươi đại biểu, chứ không phải vì cá nhân ngươi có năng lực gì. Khi đó cho dù có dắt một con chó tới làm huyện lệnh Lam Điền, bách tính tới làm việc cũng nhất định sẽ khen con chó đó sủa vang, lông mượt, nhìn thế nào cũng thấy thích. Khi vương triều bắt đầu đi xuống, cái danh từ quốc gia trở nên không quá quan trọng nữa. Khi đó mà còn dẫn một con chó tới làm huyện lệnh Lam Điền thì chắc cả 10 thành sẽ bị bách tính cho vào nồi hầm. Cho dù không phải bách tính hầm thì cũng là quan trên hoặc bộ hạ đem hầm, quy tắc đã không còn quan trọng nữa, chẳng ai thèm để ý tới quy tắc. Loại cẩu quan như thế bị người ta ăn xong còn chê rắc răng. Khi dân ý sục sôi thì làm quan càng không dễ, khi đó muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa cần thủ đoạn cao minh và trí tuệ siêu cường. Cho nên quan viên trong loạn thế đều là loại lọc lõi. Đó cũng là vì sao Nho Gia thường nói, loạn thế ẩn cư, giữ lấy bản thân là thế. Khi Hoa Bà Tử được đưa tới trước mặt Tiền Đa Đa thì Phan Đạt đang bị Tào Hóa Thuần treo trần chuồng trên giá gỗ triển lãm cho người ta xem. Quan viên tham quan triển lãm xong thì tới lượt Diêm Thương xem, sau đó Phan Đạt bị tống vào xe tù mang cho mọi người triển lão. Lúc này tới lúc có thù báo thù, có oán báo oán rồi, nào là rau nát, nào là cướp chó, rồi gạch, rồi ngói ném về phía Phan Đạt, bách tính phát tiết một hồi cũng nguôi giận. Đợi khi nghe xong Tư lại đọc văn cáo, mọi người mới phát hiện, thì ra nguyên nhân bao năm qua bách tính Dương Châu sống thê thảm như vậy thì ra là do một tên tham quan ô lại. Toàn bộ tội lỗi là do Phan Đạt, quan lại phía dưới từng phản ánh vô số vấn đề, đều bị tên Phan Đạt khốn kiếp này vì quan hệ lợi ích mà áp xuống. Rồi đợi Tư lại dán văn cáo lên, bách tính mới biết, mấy năm qua kỳ thực triều đình cho ra rất nhiều chính sách lợi dân. Hoàng đế vô cùng thấu hiểu nỗi khổ của bách tính Dương Châu, nhưng mà chính sách tốt đều vì đụng chạm tới lợi ích của Dương Châu tri phủ Phan Đạt, cho nên mới bị gạt sang bên. Chuyện tới mức này, chỗ dựa của Phan Đạt là gì cũng phải buông tay, đồng minh của Phan Đạt quay lưng vờ không quen biết. Bộ thuộc của Phan Đạt thì thành đối tượng bị chèn ép, bách tính càng hận không thể ngoạm thịt trên người hắn. Lão bà của Phan Đạt tuy không xinh đẹp lắm, vẫn có thanh lâu trả giá cao mua về, luôn có một số kẻ thù hận Phan Đạt, muốn thông qua ức hiếp nữ nhân để phát tiết thù hận trong lòng. Nữ nhi của Phan Đạt được Diêm Thương mua, khi chiêu đãi khách hứa thích mang nữ nhân đáng thương này ra cho thương nhân trêu ghẹo, mua vui cho khách. Phan Đạt rớt đài rồi, người toàn Dương Châu mở tiệc, mà Phan Đạt béo tốt thành món chính của bữa tiệc xa hoa đó. Chuyện xử trí Hoa Bà Tử căn bản không cần làm phiền tới Tiền Đa Đa, Hà Thương Thị xử lý sạch sẽ. Cô nương xem này. Tiền Đa Đa cầm lấy lời khai của Hoa Bà Tử do Hà Thường Thị đưa cho, xem xong im lặng không nói gì cả. Chuyện giống như nàng dự liệu. Cha mẹ mình sở dĩ bất ngờ chết không phải vì dầu hoa quế của nhà nàng bán tốt, cũng không phải trong nhà gia tài vạn quán làm người ta thèm thuồng. Cha mẹ nàng bất hạnh ở chỗ sinh ra đứa nữ nhi quá mức xinh đẹp như nàng, mà cha mẹ nàng ngu ngốc không muốn bán nữ nhi đi. Cha, mẹ, nữ nhi bất hiếu, nữ nhân bất hiếu, cha mẹ nên bán con đi, cha mẹ đáng lẽ phải bán con đi. Tiền Đa Đa khóc tới nhũn người, ra sức giật tóc mình, không ngừng húc đầu vào tường, Hà Thường Thị vất vả ngăn cản. Nàng luôn cho rằng cha mẹ mình bán mình đi, luôn cho rằng cha mẹ nàng không cần nàng nữa. Vì thế nàng không tiếc sau khi bị bán đi, dùng tính mạng uy hiếp phải đưa đệ đệ mình theo nếu không sẽ rạch mặt. Người ta đưa đệ đệ nàng tới, xương cốt cha mẹ vẫn ở trong cái giếng sau xưởng làm dầu hoa quế kiêm cửa hiệu Phú Xuân. Tiền Đa Đa khóc ròng. Xuân Xuân, Hoa Hoa cũng ôm nhau khóc bù lu bù loa. Từ chuyện Tiền Đa Đa, các nàng nhận ra cha mẹ mình không phải là không muốn mình, chỉ là muốn các nàng được sống tốt hơn. Hà Thương Thị cẩn thận bảo vệ Tiền Đa Đa,
sợ nàng vì thống khổ mà làm ra chuyện tổn hại bản thân, bà ta sợ nhất Tiền Đa Đa làm hỏng khuôn mặt giá trị vô song kia. Còn về phần Xuân Xuân, Hoa Hoa, bà chỉ cần chú ý không cho họ rút đao tự sát là được. Các bạn đang nghe truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Giữ Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 263, tử vong luôn là vấn đề lớn. 1. Khóc một hồi chết đi sống lại, Tiền Đa Đa ngồi bần thần trên mặt đất, hai mắt ướt nhòe thế mà chẳng hiểu sao lại mếu máo cười. Không phải nụ cười giảo hoạt, không phải nụ cười quyến rũ mang muôn vạn phong tình, mà là nụ cười xấu xí nhất nhưng truyền từ nội tâm lên mặt nàng. Nụ cười ấy như gió mát, như chồi non, như hoa nở, lại như sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ yên tĩnh. Nhìn thấy nụ cười của Tiền Đa Đa, Hà Thương Thị cũng phải rung động, dù bà là nữ nhân, dù cho bà nhìn thấy vô số mỹ nhân, thời khắc này trong lòng chỉ còn một ý nghĩ. Cô nương này là trí bảo nhân gian. Trong khẩu cung của Hoa Bà Tử ghi lại một câu chuyện vô cùng thê thảm, nhưng Tiền Đa Đa xem đi xem lại, trong lời khai, mỗi nỗi khổ cha mẹ phải chịu đều là tình yêu của cha mẹ đối với nàng, nó vá lại trái tim bị tàn phá của nàng, làm trái tim lạnh giá của nàng được sưởi nóng rực. Tiền Đa Đa cẩn thận gấp lại lời khai ấy, cẩn thận dùng vải lụa bọc vào, cho trong ống trúc, cuối cùng cho vào ống da trâu. Giao Lương Tam, Tam Thúc, dùng tốc độ nhanh nhất giao cái này cho Thiểu Thiểu, nói với nó, cha mẹ là chí thân, sai ở người khác. Lương Tam nhận lấy ống da trâu, nhìn gương mặt lem nhem của Tiền Đa Đa, Đa Đa thật xinh đẹp. Lời này từ nhỏ tới lớn Tiền Đa Đa nghe nhiều lắm rồi, giờ được Lương Tam khen, không ngờ hơi chút xấu hổ, lấy ống tay quệt nước mắt, trước kia cháu không xinh đẹp sao? Trước kia bọn ta đều gọi ngươi là tiểu hồ ly tinh. Lương Tam nói xong cười lớn quay đi an bài chuyện Thư Tín, Tiền Đa Đa cười rạng rỡ, tay đặt bên hông nhún mình thi lễ với Lương Tam đã đi xa, đa tạ Tam Thúc khen ngợi. Tiếng cười của Lương Tam càng vang, Tiền Đa Đa bước chân nhẹ nhõm vào phòng, chợt không thấy Xuân Xuân Hoa Hoa vừa rồi còn khóc nhiệt tình hơn mình đâu, bọn họ đi đâu mất rồi. Hà Thương Thị quay một vòng không thấy người đâu, vội nói, cô nương mau mau, vừa rồi Xuân cô nương, Hoa cô nương muốn băm Hoa Bà Tử thành thịt vụn, lão nô vốn tưởng họ chỉ đùa thôi. Không sao, không cần thiết bà ta biến thành cái gì, ta chỉ cần nhìn một cái là đủ. Xuân Xuân, Hoa Hoa rốt cuộc chỉ nói thế thôi chứ không thực sự băm nát Hoa Bà Tử. Thông thường loại chuyện này do Lung Nhị làm, Vân Thị không có mấy người đọc sách biết chữ. Nhưng nhân tài kỳ quái đủ các mặt rất nhiều, nghe nói người bị hắn chết dưới tay hắn thì không bao giờ có được cái xác nguyên vẹn. Không mang theo Lung Nhị tới Dương Châu, Xuân Xuân, Hoa Hoa vô cùng thất vọng. Tiền Đa Đa chỉ nhìn thấy Hoa Bà Tử bị Xuân Xuân, Hoa Hoa đánh cho thê thảm vô cùng, nàng nhìn rất kỹ. Xác nhận đúng là bà Tử mua mình năm xưa, còn lột quần áo mình ra kiểm tra trước bao người. Nói với hộ vệ của Vân Thị, cho vào bao tải rồi, dìm xuống ao. Hộ vệ không nhiều lời dùng dây thừng trói Hoa Bà Tử không ngừng dãy dụa khóc gào van xin, sau đó cho vào bao tải, kéo ra sân, tới bên ao nước rụng đầy hoa quỳnh rất đẹp. Ao nước không sâu, chỉ ba thước, vừa vặn ngập quá cái bao tải, nhìn từng chuỗi bọt khí nổi lên, thần sắc Tiền Đa Đa vô cùng yên bình. Đa Đa, mụ chết rồi, ném đi thôi cho đỡ chướng mắt. Một hộ vệ nhiều tuổi nói, lần này đi theo Tiền Đa Đa có tổng cộng 15 thân vệ thường xuyên bảo vệ Vân Chiêu, bọn họ đa phần đều trên 40. Làm việc cực kỳ kinh nghiệm lão luyện, Tiền Đa Đa thì lễ, cảm ơn các vị thúc thúc, còn phiền mọi người đưa cháu tới xưởng làm dầu hoa quế Phú Xuân một chuyến. Hộ vệ già bùi ngùi nói, đã an bài rồi, di hài trong giếng đã được lấy ra liệm trong quan tài. Mời cả hòa thượng tới đọc vãng sinh kinh, Đa Đa thay tang phục tới là được, tiếc là không có Thiểu Thiểu, thiếu mất Hiểu Tử. Không cần ạ, cháu sẽ đưa cha mẹ rời Dương Châu, cái nơi không cho người tốt sống này, đợi Thiểu Thiểu về sẽ tìm cho cha mẹ cháu một mảnh đất tốt ở Tần Lĩnh an táng, để bọn cháu có thể nhìn thấy, nơi đó không có ác quỷ nào ức hiếp cha mẹ cháu được, họ có thể ngủ ngon rồi. Ánh mắt Tiền Đa Đa nhìn về phía Tây Bắc, ánh mắt dịu dàng, lúc này nàng hận không thể chấp cánh bay về nơi đó, nhưng chính vì người ở đó, nàng lại chưa thể quay về. Một con lợn rừng cực béo trông hết sức hung dữ đung đưa bụng mỡ từ núi chọc đi xuống, không ngờ lại còn biết xếp hàng sau đội ngũ dài để đợi kiểm tra vào thành. Mẹ, phía sau con có một con lợn. Một đứa bé kinh hãi hét lên chui vào lòng mẹ, người mẹ quay đầu nhìn con lợn rừng chỉ còn một mắt lành lặn,
vết sẹo kinh hoàng chạy từ con mắt hỏng tới gần mõm. Hai cái răng nanh nhọn hoắt như chủy thủ tăng thêm uy hiếp vô số lần. Người mẹ không sợ, vỗ về con, đừng sợ, nó không cắn đâu, đó là thân thích của thành chủ đấy. Vân Chiêu đứng sau con lợn rừng mặt tối sầm, bị coi là thân thích của lợn rừng đã đành, tệ hơn có người nhận ra con lợn mà không nhận ra mình. Cúi đầu nhìn con lợn rừng vươn mõm dài hít hít khắp nơi, nuốt lại câu chửi ác độc nhất thế gian sắp phun ra khỏi miệng. Phía trước chính là thành Ngọc Sơn, trải qua 6 năm xây dựng, nay thành Ngọc Sơn đã xây xong một nửa rồi. Tường thành sừng sững hoàn toàn phong tỏa cửa sơn cốc, nơi này chỉ để lại một cổng ra vào, xe cộ chất đầy hàng hóa chiếm cứ cả hai con đường, đành ủy khuất người đi bộ từ từ vào thành. Sắc trời đã tối, người rời thành nhiều hơn người vào thành, đó là vì thành Ngọc Sơn cơ bản không cho người ngoài ở lại trong thành qua đêm. Muốn ở lại trong thành thì điều kiện tiên quyết là phải có nhà mình trong thành, Vân Gia Trang Tử không có khách sạn. Cái duy nhất ở Thảo Thị Tử dưới chân Ngọc Sơn đã bị phá bỏ khi tường thành làm xong rồi. Bởi thế sống ở trong thành đại đa số là người của Vân Gia Trang Tử cùng với ít người thân của họ. Còn học sinh tất nhiên đều ở trên thư viện Ngọc Sơn. Người vào thành đều phải bị kiểm tra, ngay cả Vân Chiêu cũng không được ưu đãi. Lệnh này chính Vân Chiêu đưa ra, mục đích đầu tiên đương nhiên là muốn mọi người tôn trọng quy củ. Thứ tới là đề phòng trường hợp y hoặc nhân vật quan trọng khác bị uy hiếp phải làm chuyện không muốn. Lúc đó thông qua lúc thủ vệ kiểm tra để truyền tin, nói không chừng có thể phát hiện kịp thời. Mặc dù quá trình kiểm tra Vân Chiêu rất đơn giản, nhưng vỗ vỗ người y vài cái thì vẫn phải làm. Người bình thường trong thành không được mang vũ khí, đó là quy định chết, không ai thoát được. Lợn rừng mẹ thì tất nhiên là không ai làm khó, ổ của người ta ở trong thành, không cho vào thật vô lý. Sáng sớm ngày hôm nay lợn rừng mẹ kêu ùn ỉn húc đại môn ra ngoài, tự mình rời khỏi Vân Thị Đại Trạch. Lại rời thêm một bức tường cao thứ hai, sau đó chạy thẳng tới cổng thành kêu ầm ĩ đòi mở cửa. Quan nuôi lợn trong trang nhìn mông nó liền nói với người trông cửa của Vân Thị, con lợn rừng này động được rồi. Cho dù trong chuồng của quan nuôi lợn cũng có vài loại lợn giống rất tốt, nhưng chuyện liên quan tới con lợn rừng này, quan nuôi lợn không dám tùy ý, để cho nó rời khỏi thành. Vân Chiêu tất nhiên không có tâm tư đi xem lợn rừng nhà người ta vụng trộm, y tới núi chọc xem tiến độ xây dựng thành bảo. Nói thật, toàn bộ Vân Gia Trang Tử là cái ngõ cụt, nếu như không có một tòa thành bảo để tạo thế ỷ dốc, về mặt quân sự mà nói, nó là tử địa. Dù có tường cao tới mấy, cố thủ bên trong đó một là không có lối thoát ra, hai là không thuận tiện phản kích, bị người ta vây chết là cái chắc. Bởi thế Vân Chiêu kiếm người xây một pháo đài quân sự ở trên núi chọc, ngọn núi này tuy không cao, cũng không hiểm trở, kỳ thực cũng rất lớn. Nếu không chẳng đủ gỗ cho Vân Thị chặt phá ở đây cả nghìn năm, bây giờ lấy ra một phần để xây bảo lũy sức chức 2.000 người là quá dư sức. Chương 264, tử vong luôn là vấn đề lớn. 2. Đến chập tối Vân Chiêu về nhà vừa vặn gặp được lợn rừng lớn tâm trạng khoan khoái, thế là cùng kết bạn về nhà. Ngọc Sơn vào tháng 5 đẹp không gì tả xiết, Vân Gia Trang Tử được cây xanh bao quanh, lúc này mặt trời đỏ ối chỉ còn lấp ló trên dạng núi xa chập trùng sương khói. Dáng chiều đỏ rực chiếu xuống cây ngòi dày đặc chảy nước tuyết trong vắt trên núi, đồng ruộng phì nhiêu. Một khoảng hoa màu xanh mượt tít tắp, văng vẳng tiếng ca của nông hộ đi làm ruộng về, càng như nhân gian tiên cảnh. Khung cảnh điền viên êm đềm thanh bình ấy làm Vân Chiêu ngây ngất nhìn bao lần cũng không chán, y chưa bao giờ có ý định thành thị hóa nơi này. Cũng không định biến Vân Gia Trang Tử thành bảo lũy quân sự. Nếu như đến cả nơi này bị người ta kéo quân tới đánh thì y sớm dẫn mẹ chạy vào Tần Lĩnh còn an toàn hơn. Cho nên với những cây đại thụ cực kỳ bất lợi cho việc phòng ngự, Vân Chiêu không sai người chặt đi, y không định biến Vân Gia Trang Tử thành nơi cả ngọn cỏ. Cũng không có. Cái sân phơi phía trước Vân Gia Đại Trạch, chẳng biết từ khi nào bị người ta dựng cái tiệm tạp hóa bên cạnh tiệm rèn cũ mà Lưu Tông Mẫn để lại. Sau đó thấy trong Đại Trạch không có thái độ gì, liên tiếp có cửa hiệu mới mọc lên. Cái sơn cốc coi như khá bằng phẳng này thuộc về Vân Gia Trang Tử, chỉ cần người trong trang nói chuyện với nhau là có thể xây nhà, không vì ít đất đánh nhau như thời sau. Vân Gia Trang Tử bây giờ tập nập lắm rồi, người mang họ Vân vốn trải khắp huyện Lam Điền, giờ kéo hết về đất tổ sinh sống. Tuy chưa đạt tới cảnh chen chúc trên vỉa hè đời sau, nhưng nếu đi không nhìn đường thì va chạm vào người khác là vẫn có thể. Từ tiên sinh từng nói, Vân Gia Trang Tử giờ chưa là cái gì, trước kia thư viện Ngọc Sơn to lắm, tường thành bao trọn nửa huyện Lam Điền. Náo nhiệt hơn cả thành Trường An,
Đáng tiếc rằng quân đội Thành Cát Tư Hãn kéo vào Quan Trung, đào bới mộ táng, tràn lên phá hủy thư viện, đập phá không để lại chút gì. Về sau tuy thư viện xây dựng lại, nhưng không bao giờ tái hiện được huy hoàng quá khứ nữa, sách vở thời đó bị thất lạc hết. Vân Thị có lẽ trải qua tai họa lần đó nên bắt đầu có ý phân chia làm hai tộc âm dương. Vân Chiêu cho rằng tiên sinh nói thế có ý đồ, hạ thấp cống hiến của y cho thư viện, ý là ngươi làm còn ít lắm, chưa đủ đâu. Nên y không tin. Vân Chiêu ghét nhất là dọc đường có vô số người chào y, trước kia y còn chào lại, nhưng chào mỏi mồm cũng không xuể. Y chuyển sang gật đầu, nhưng gật đầu thôi cũng đủ gãy cổ, vì y càng đáp lại càng có nhiều người chào hỏi hơn. Thế là sau này y lờ tất cả đi, vờ mù câm điếc mới có thể yên tĩnh về nhà. Thật ra là không. A trệ, ngươi đi theo sau lợn rừng làm gì? Một giọng nói ngu si quen thuộc truyền tới, Vân Chiêu khẽ hừ một tiếng, nhe hàm răng trắng biểu thị bất mãn, tiếp tục đi về nhà. A trệ, đợi chút, xem tân tức phụ mà cha ta nói cho ta. Tức phụ của ngươi thì ta xem làm cái gì? Vân Chiêu nói vậy xong vẫn đứng lại, nhìn Vân Thụ cười khờ khạo ngốc ngốc, chuẩn bị thương hại cho tên nhát gan này. Nói ra thì Vân Thụ là sỉ nhục của Vân Thị, một tên đại hán Quan Trung vai u thịt bắp, mặt vuông mày rậm, cao lớn hơn cả ca ca hắn. Lại còn chảy trong người huyết mạch cường đạo trăm năm, không ngờ lại sợ máu, nhìn thấy máu là lên cơn co giật, sùi bọt mép. Không giống như ca ca Vân Dương hắn, ngày nào không thấy máu là toàn thân không thoải mái. Đôi khi Vân Chiêu nghi ngờ liệu đây có phải là chiêu số của quản gia Vân Kỳ không, có thể ông ta không muốn cả tiểu nhi tử cũng lên chiến trường, nên giữ lại một đứa dưỡng lão đưa mà. Chuyện này Vân Chiêu chưa bao giờ truy cứu rõ ràng, ngược lại Vân Dương rất thất vọng với đệ đệ, nghe nói hắn còn mấy lần cãi nhau lớn với cha. Công bằng mà nói Vân Chiêu thấy lựa chọn của Vân Thụ là đúng, nếu luận tố chất cá nhân, Vân Thụ đúng là không thích hợp làm quan quân, vì hắn quá thành thật, quá nhút nhát, quan quân như vậy ai dám giao quân cho hắn. Vậy nên Vân Chiêu nhiều lần khuyên giải Vân Dương, mỗi người mỗi trí, không nên ép. Nhà nữ là ai thế? Dương Xuân Hoa khuê nữ của Lung Nhị. Vân Chiêu hoài niệm chút hai nha hoàn thiếp thân Xuân Xuân Hoa Hoa của mình, hỏi có phải là người ngực bự mông bự không? Vân Thụ ngại ngùng nói, trông xinh xắn lắm, nàng ấy tới rồi. Vân Chiêu dựa vào cái cây bên cạnh Vân Thụ, sau đó thô bạo cho hắn một cước từ sau thân cây lao ra, muốn nhìn thì nhìn đi, trốn cái gì? Khi Dương Xuân Hoa đi tới nhìn thấy Vân Thụ bị Vân Chiêu siết cổ kéo đi, đầu sắp cúi gằm xuống đất, tay nàng còn đeo cái giỏ trúc phủ khăn xanh. Quả nhiên là khá xinh xắn, nước da hơi ngăm đen một chút, với nông hộ thì không thành vấn đề. Vân Chiêu cười nhe hàm răng trắng, có món ngon sao không chia cho tướng công người. Cứ nghĩ là cô nương ấy sẽ bỏ chạy, không ngờ nàng rụt rè chân đi như dẫm kiến tới gần Vân Chiêu, thi lễ xong mặt một bên tay giơ giỏ về một phía. Vân Thụ mặt đỏ bừng bừng, Dương Xuân Hoa mặt cũng đỏ như tấm vải điều, Vân Chiêu thì vô duyên hết cỡ. Trơ mặt vén khăn phủ giỏ trúc lên, còn la hét, trời ơi, thì ra là bánh nướng, ngươi cho bao nhiêu táo đỏ vậy, mang cho ta à, vậy ta ăn đây. Vân Chiêu vươn tay bẻ một cành liễu, giật lá đi, bẻ đôi thành đũa, quệt qua loa vài cái lên ống tay áo, khoét một miếng bánh cực lớn. Ăn đầy mồm luôn miệng khen ngon, đáng thương cho huyện tôn từ khi Tiền Đa Đa đi, không được mấy bữa ngon miệng. Thấy Vân Chiêu ăn ngon lành, Vân Thụ không biết lấy đâu ra dũng khí, kéo tay Dương Xuân Hoa, nấp ra sau cái cây. Nhìn Dương Xuân Hoa ỡm ở nửa đùn nửa đẩy bị Vân Thụ kéo đi, Vân Chiêu tức giận nói, Xuân Hoa, ngươi cẩn thận đấy, mặt Vân Thụ còn đỏ hơn đít lợn rừng nhà ta, đó là biểu hiện nguy hiểm. Đôi uyên ương nghe vậy chạy càng sâu trong rừng cây, Vân Chiêu cười khanh khách đắc ý, một mình xách giỏ dùng đũa ăn không ngừng, cho muội một ít. Phùng Anh đi ngang qua phát hiện Vân Chiêu ăn bánh, hết sức tự nhiên đi tới, cũng học theo y bẻ cành cây làm đũa, ăn còn nhanh hơn Vân Chiêu, huynh trêu người ta có vẻ cao hứng nhỉ. Vân Chiêu gật đầu, cao hứng chứ, ta chính vì điều này mà mới bắt đầu làm việc đấy. Phùng Anh nhìn về phía Vân Thụ chạy đi, người địa vị càng cao càng thích thứ chất phác, như nhìn thấy cây mình trồng ra hoa, kết quả càng nhìn càng vui vẻ, có phải tâm tình của huynh cũng giống như vậy không? Vân Chiêu chưa từng nghĩ nhiều về điều này, nhưng có vẻ Phùng Anh nói đúng rồi, đúng là thế thật. Nếu đã thế huynh định giải quyết người phiền phức nhất Quan Trung ra sao? Người này sách lược mềm dẻo của huynh không có hiệu quả đâu. Muội nói tới Chu Tồn Cơ vừa được tấn thăng lên làm Tần Vương sao? Vậy muội nghĩ ta nên giải quyết thế nào, diệt cả nhà hắn à?
Vân Chiêu hỏi lại, Phùng Anh lắc đầu, muội không có đáp án, cho nên mới hỏi huynh. Chu Tồn, cơ có tìm tới ta hai lần, bọn ta uống rượu trò chuyện rất vui vẻ. Chẳng lẽ huynh tin lời người Chu gia nói sao? Một chữ cũng không tin. Vậy thì có gì để mà nói đâu? Bọn ta nói chuyện về Tương Vương Chu Hủ Minh ở trong thành Tương Dương đang bị Lý Định Quốc vây công. À, đây đúng là một đề tài tốt, vậy hai người nói chuyện thế nào? Ta đánh cược thành Tương Dương sẽ bị công phá, nhưng Tương Vương không chết, còn Chu Tồn Cơ cho rằng Chu Hủ Minh chết là cái chắc. Sau đó nói với ta, hắn không muốn chết, bất kể thế nào cũng sẽ không chết, không muốn chết. Các bạn đang nghe chuyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 265, huyện Lam Điền đang ngày một tốt hơn. 1. Chết là chuyện vô cùng kinh khủng, không mấy người có thể thực sự làm được việc khẳng khái chịu chết, người làm được điều ấy cơ bản đầu là truyền kỳ. Bất kể là người vô danh hay là có danh, chỉ cần làm được, nếu không viết vào trong sử sách thì cũng thành anh hùng qua truyền miệng của con người. Đó là thứ mà người ta dùng mạng để đổi lấy. Vân Chiêu tuy rất tôn kính, nhưng không hâm mộ chút nào. Vân Chiêu chỉ có thể vạn bất đắc dĩ bùi ngùi chịu chết, ví như vì mẹ, sau này vì con, còn về phần thê tử thì phải xem tình huống thế nào đã. Chết vì mẹ không phải vì học hiếu kinh tới ngu người, mà vì trả lại mạng cho mẹ, vì con thuần túy là lựa chọn của chọn lọc tự nhiên. Còn về thê tử, tốt nhất là sống với nhau tới đầu bạc răng long, đừng nói mấy thứ xúi quẩy sinh sinh tử tử gì đó. Bản thân Vân Chiêu không làm được, Chu Tồn Cơ cũng không làm được, cho nên có thể hiểu được câu nói đó của hắn. Hắn đánh tiếng trước, hy vọng khi Vân Thị muốn giết hắn có thể nghĩ phương pháp khác, đừng làm máu me đầm đìa. Từ điểm này mà xét, lòng trung trinh của phiên vương Đại Minh với vương triều chưa đủ, thậm chí không bằng bách tính bình thường. Vân Chiêu cứ nghĩ tới đám phiên vương đầu hàng Kiến Nô cùng với Lý Hồng Cơ, Trương Bình Trung trên sử sách, lòng lại buồn nôn, nhất định phải quang minh chính đại. Phùng Anh ăn hết miếng bánh cuối cùng, nghiêm túc nói với Vân Chiêu, Vân Chiêu vứt đôi đũa trong tay đi, vì sao, ta thấy để đạt mục đích không từ thủ đoạn cũng tốt mà. Gần đây muội đọc rất nhiều sách, nhận ra dân ý không thể trái, nhưng mà lại có thể dẫn dắt, làm thế nào? Muốn nhanh thì dùng vũ lực, muốn lâu dài thì sửa sử sách, những biện pháp này triều đại nào cũng dùng chán ra rồi. Phùng Anh ngồi xuống bên cạnh Vân Chiêu, tay chống cằm ưu sầu rất không văn nhã, từ khi tới Vân Thị. Nàng bị cái nhà vô phép này dạy hư nhiều, học vấn ở nơi này sao lại không giống với điều muội học được Thạch Trụ. Vân Chiêu cười, kỳ thực là giống nhau thôi, chẳng qua là có thêm nhiều thứ, nơi này đa phần là học vấn thực dụng. Dạy ra rất nhiều người có thể dùng được ngay, nhưng luận tới ý chí kiên định, lòng dạ rộng lớn thì những học vấn này không so được với những thứ muội học. Nhân tâm là một môn huyền học, có những người dù ném vào ổ cường đạo, lớn lên vẫn là chính nhân quân tử, có người do chính nhân quân tử sinh ra, lớn lên vẫn là kẻ xấu. Cho nên chúng ta chỉ có thể tranh thủ dẫn dắt bộ phận không xấu không tốt, rồi dùng luật pháp quản giáo kẻ xấu. Phùng Anh kết luận, vậy Chu Tồn Cơ là kẻ xấu không tiết tháo rồi. Không, ta không nghĩ vậy, vị trí của Chu Tồn Cơ vốn không ổn định, ca ca hắn vốn chết có vấn đề, thêm vào hắn là thứ tử. Cha hắn nhiều phi tử, lại giỏi sinh con, có vô số đệ đệ, trời mới biết hôm nào đó hắn chết không rõ ràng như ca ca hắn không. Ở dưới loại tình huống đó, hắn lấy đâu ra tâm tư tận trung với nước, chết với hắn là đáng sợ nhất, cho nên với Chu Tồn Cơ mà nói, phải sống mới có thể hưởng thụ hết thảy, chết là xong hết rồi. Vân Chiêu nói xong đứng dậy, Phùng Anh cũng đứng lên theo, tới lúc này Vân Chiêu mới chú ý, Phùng Anh còn cao hơn mình. Vì thế Phùng Anh nhanh chóng thấp đi một chút, Vân Chiêu nhìn váy nàng, muội cao hơn ta thì cứ cao, cong chân làm gì. Phùng Anh tủm tỉm cười, lão tổ tông nói với muội, nữ tử đôi khi ủy khuất bản thân một chút, sẽ có lợi ích bất ngờ, muội đã ủy khuất rồi, sẽ có lợi ích gì đây. Vân Chiêu vốn định mồm mép bình luận cặp chân dài của Phùng Anh thì thấy Dương Xuân Hoa che mặt từ trong rừng cây chạy ra, qua chỗ y cầm vội giỏ, biến mất như làn khỏi. Vân Thụ lề mề từ rừng cây đi ra, thấy Phùng Anh, mặt không khỏi đỏ lên, cười ngốc nghếch mấy tiếng rồi chạy theo hướng Dương Xuân Hoa. Bọn họ sau này sẽ hạnh phúc chứ? Phùng Anh cúi đầu nhìn mũi chân mình, yên cầu thấp tất nhiên dễ thỏa mãn, yêu cầu cao thì dễ đau khổ, những thứ tốt đẹp cần tự phấn đấu mới có. Vân Chiêu hâm mộ cặp đôi đơn giản đó,
cảm thán, Phùng Anh ngộ ra được điều gì, nói nhanh, trời sắp tối rồi, mau về thôi, nếu không Tiểu Sở sẽ giận. Hai người cùng nhau đi về, vừa đi qua cửa liền gặp Tiểu Sở rõ ràng càng thêm đầy đặn, vốn đang định đi ra đại môn đợi Tiểu Thư về. Thấy Tiểu Thư đi cùng Vân Chiêu, hết sức thiếu tự nhiên rẽ vào chuồng ngựa trốn tránh làm Phùng Anh càng thêm lúng túng, chạy vào phòng đóng cửa lại. Về tới thư phòng, Vân Chiêu chỉ nghỉ ngơi một lúc, liền có chàng trai trẻ mặt dỗ đặt trước mặt y cả đống văn thư. Bản này Huyện Tôn phải xem phần dùng bút đỏ đánh dấu, chỗ còn lại đều là lời thừa thãi. Tôn Truyền Đình và Lý Hồng Cơ đánh nhau bất phân thắng bại ở Đồng Quan. Lương thảo không đủ, bắt đầu muốn chúng ta chi viện một phần, năm sau lấy phần quân lương triều đình cấp cho Tần Quân trả lại. Ti chức thấy ông ta nói bậy, Tần Quân năm sau còn được cấp kinh phí hay không khó nói lắm. Chỉ bằng một câu nói muốn chúng ta cung ứng 2 vạn gánh quân lương, ti chức cho rằng không có thế chấp, không phát. Vân Chiêu vừa định trả lời thì tên mặt dỗ lại đặt một bản văn thư khác lên bàn, đây là văn thư yêu cầu cấp quân lương của Vân Phúc, ti thức đã dùng bút đỏ đánh dấu chỗ có vấn đề, yêu cầu của họ rất quá đáng, tỷ lệ thịt cao hơn 2 thành. Ti chức cho rằng nên dựa theo tiêu chuẩn quý trước giảm 1 thành, không thể tạo thành thói quen hoang phí của họ, đồng thời phái người tra sổ sách ở Vũ Quan. Lương thực trong quân luôn được cung cấp vượt mức, ti chức không tin mới 3 tháng mà họ ăn hết quân lương 1 quý, thói xấu này không thể cổ vũ. Còn nữa, Huyện Tôn, không nên để chân lên bàn, thành thói quen không tốt. Vân Chiêu nhìn cái tên đổi được bằng 50 cân kê đó, cuối cùng chẳng nói được gì, đành bỏ chân gác lên bàn xuống. Trêu cái mặt nghiêm túc của hắn, Từ Ngũ tưởng, có phải trước khi ngươi làm việc gì cũng nghĩ 5 lần không? Ti chức từng bị đậu mùa, cái mặt này coi như hỏng rồi, không so được với những người đẹp đẽ, cho nên nếu làm việc mà không nghĩ thật kỹ càng thì còn ích gì với Huyện Tôn nữa. Từ Ngũ tưởng trả lời rất nghiêm túc, Vân Chiêu phất tay, chỗ ta chỉ luận tài không luận mạo. Nếu như chỉ luận tài không luận mạo, vì sao ti chức đường thứ 3 ở thư viện lại không thấy tỉ muội của Huyện Tôn tiếp cận? Từ Ngũ tưởng hỏi vặn lại, nhìn cứ bộ dạng vừa cứng vừa thối như cục đá trong nhà xí của hắn, Vân Chiêu không khỏi liên tưởng tới một người, tiên sinh của ngươi là Trương Hiền Lượng đúng không? Từ Ngũ tưởng có chút tức giận, xin Huyện Tôn xưng hô cung kính, Trương Sư cũng là tiên sinh của ngài. Thử một câu ra ngay, quả nhiên là học trò của Trương Hiền Lượng mà, rất biết cách làm người ta khó chịu, cơ mà phải thừa nhận người ta được việc. Mọi văn thư của y đều được hắn xử lý đâu vào đó, thậm chí nhiều vấn đề y muốn hỏi còn được hắn chuẩn bị trước, làm việc chưa bao giờ làm Vân Chiêu thất vọng. Nhờ có hắn làm thư ký mà Vân Chiêu bớt đi được nhiều việc. Nhân vô thập toàn, Vân Chiêu đành nhịn hắn, nếu ngay cả y cũng không dung được, trên đời chắc không còn ai dung được nữa, thở dài, ngươi không thấy cách nói chuyện của bản thân có vấn đề à? Ồ, Huyện Tôn thấy khó nghe sao ạ? Vậy sau này ti chức che dậy một chút nhé, ti chức học thi kinh, Sở Tử. Phan Phú không tệ, đảm bảo sau này mỗi lời nói ra đều dễ nghe như thi ca, Huyện Tôn thế nào cũng thích. Chương 266, Huyện Lam Điền đang ngày một tốt hơn, 2. Vân Chiêu biết không cải tạo nổi thứ cứng đầu này, thôi, dù sao hắn hữu dụng là được, nếu không cần thư ký làm gì, thế nên không thèm nói với hắn nữa, bắt đầu tập trung xử lý văn thư. Từ Ngũ tường đã đạt vị trí thứ 3 trong kỳ thi tốt nghiệp của thư viện, trí tuệ sao có thể kém được, nhìn Vân Chiêu chăm chỉ làm việc. Trên mặt rốt cuộc cũng có nụ cười khó coi, đổi cách xưng hô, thiếu gia, tiểu nhân chỉ có chút tác dụng này thôi. Nếu như không thể phát huy được tác dụng ở mức cao nhất, để trở thành người hữu dụng với thiếu gia, vậy có lỗi với thiếu gia bỏ 50 cân kê mua tiểu nhân về. Vân Chiêu bực mình phẩy tay. Sau này đừng nói chuyện 50 cân kê nữa, các ngươi tên nào cũng nói thản nhiên như không, chỉ có ta là nghe không thoải mái. Từ Ngũ tưởng cười ha hả, chọn văn thư nữa đặt trước mặt Vân Chiêu, Huyện Tôn, Bồ Thành này có vấn đề, nơi này chất đất xốp, không thích hợp với việc làm kênh. Năm xưa kênh Long Thủ vượt qua núi Thương Nhan không phải kênh Lộ Thiên, mà là kênh ngầm, nếu như chúng ta có thể tìm được kênh ngầm năm xưa đó, tiến hành tu sửa, như vậy. Ti chức đọc vô số sách cổ, có nhận thức nhất định về kênh Long Thủ trước kia, năm xưa con kênh này xây dựng vào thời Hán dùng cách xây dựng khảm nhi tỉnh thời Hán. Để bia địa giới của huyện Lam Điền chúng ta tới được một giải Bồ Thành, huyện Đại Lệ, việc thuận lợi chứ. Vân Chiêu vừa xem văn thư vừa dùng ngón tay day huyện Mi Tâm, Bồ Thành huyện lệnh Trương Vĩnh không tệ, biết tiến lui, còn Đại Lệ huyện lệnh Hà Vĩnh Đạo thì ti chức kiến nghị thay thế. Người này quá tham lam, không biết liêm sỉ,
đợi hắn bị triệt chức về quê, trên đường đang phải gặp cường đạo, tiền tài của hắn đầu là mồ hôi nước mắt của bách tính huyện Đại Lệ, không thể đưa đi được. Vậy thì thay ai, đồng song của ngươi có ai thích hợp? Tư Ngũ Tưởng lắc đầu, đồng song của Ty Chức tuy tài cán nhưng kinh nghiệm lẫn tư lịch chưa đủ, 2-3 huyện lệnh trẻ thì triều đình còn chấp nhận được, chứ 7-8 người thậm chí nhiều hơn. Quan trên sẽ không đồng ý, bách tính cũng không đồng ý, nhất là những người đợi bổ nhiệm mười mấy 20 năm còn chưa được làm quan nghe tin này nhất định sẽ nổi điên. Huyện Tôn, không thể vứt bỏ những cựu văn nhân này. Vân Chiên vội cắt ngang, khoan khoan, cựu văn nhân là gì? Từ này ở đâu ra thế? Đám đồng song bọn Ty trước khi nói chuyện với nhau gọi người học thi theo khoa cử cũ của triều đình đều dùng từ này. Cẩn thận, câu này mà truyền ra ngoài, các ngươi sẽ bị bọn họ chửi bới chết thôi. Tư Ngũ Tường không tỏ ra mảy may sợ hãi, không sao ạ, bọn Ty trước không thiếu những đồng song vừa biết ăn nói lại thích biện luận, để họ đi cãi nhau là được. Ví dụ như Hàn Lăng Sơn được huyện Tôn ngài gọi là chửi khắp Ngọc Sơn vô địch thủ, loại người như hắn càng bị nhiều người chửi càng thích. À, có chuyện này huyện Tôn đừng giận, Hàn Lăng Sơn sau khi xuống núi thì đối tượng đầu tiên bị hắn chửi là ngoại công của ngài Tần Bồi Lượng. Nói ông ấy làm học chính Tây An 3 nhiệm kỳ mà vô dụng, không dạy ra nổi một nhân tài nào, khiến cho quan viên phủ Tây An toàn người Giang Tây, còn nói đây là lấy Giang Tây bù Tây An. Vân Chiêu nuốt nước bọt, đám tiên sinh phóng túng ở thư viện dạy ra toàn thứ học sinh không biết sợ trời sợ đất, lão đầu có tức chết luôn không? Người ta đại nhân đại lượng, đó cửa lại, Hàn Lăng Sơn chửi mắng trước cửa 2 ngày rồi tới phủ học Tây An, còn chưa vào phủ học, nhiều người đã biết có một tên điên sắp vào phủ học. Tư Ngũ Tường nói với vẻ bội phục lắm, Vân Chiêu tiếp tục dày, Huyệt Mi Tâm, còn chuyện bực mình gì nữa ngươi nói hết đi. Tư Ngũ Tường lật văn thư, có người muốn xây lò sứ ở huyện Lam Điền, rất lớn, loại cực lớn. Nghe nói tài nghệ truyền từ Diệu Châu, nay nơi đó không ai sống được nữa nên mới chuyển cả nhà tới huyện Lam Điền. Sứ Diệu Châu mà không làm ở Diệu Châu thì làm sao gọi là sứ Diệu Châu được, Diệu Châu cách Bồ Thành không xa. Bảo ông ta đợi đi, khi nào kênh Long Thủ được khôi phục, nói không chừng huyện Lam Điền sẽ vươn tới Diệu Châu. Huyện Tôn, bọn họ sắp chết đói rồi, ở Diệu Châu làm đồ sứ cũng không bán đi đâu được, Lưu Khấu tới lần nào đập phá lần đó, họ không đợi được. Đất ở chỗ chúng ta nung được sứ à? Vân Chiêu không nhờ huyện Lam Điền đã bao giờ làm men sứ chưa? Tư Ngũ Tường lấy bản đồ chỉ, người ta tới huyện Lam Điền bán đồ sứ phát hiện ra ở phía nam huyện ta có đất thích hợp, cho nên mới có ý chuyển nhà. Có điều người ta nói rồi, nếu đi thì cả thôn đều đi, nếu như không nhận cả thôn thì người có tài nghệ cũng sẽ không tới. Còn nói là sau này bọn họ chỉ làm đồ sứ thôi, cả thôn không biết cày cấy, cũng không định cày cấy. Đồ sứ của Đại Minh xưa nay là thiên hạ của lò quan, chiếm hết Nam Bắc, lò dân giống như sứ Diệu Châu không còn mấy. Bọn họ tồn tại được đã chứng minh tài nghệ hơn người, sứ xanh họ làm ra là nhất tuyệt, còn được truyền thừa kỹ thuật gọi là sứ thanh thiên của tổ tông. Vân Chiêu không tỏ thái độ vội, hỏi, ý ngươi thế nào? Ty Chức cho rằng nên đồng ý, vì huyện Lam Điền bây giờ trừ lương thực ra thì chẳng có gì đáng kể cả, không có lợi cho sự phát triển lâu dài. Vải thô do đám bà nương ngốc dệt ra cũng chỉ bán được cho Thảo Nguyên, hỏi khách thương Giang Nam, người ta còn chẳng buồn đi xem. Nếu không phải trong thành giao thương mạnh với Thảo Nguyên thì đám bà nương ngốc đó sớm chết đói rồi. Cho nên nhất định phải có được sứ Diệu Châu, nếu đám công tượng đó không muốn làm ruộng. Vậy chúng ta không bắt họ làm ruộng là được, dù sao người biết làm ruộng nhiều lắm, để họ làm đồ sứ còn lãi hơn làm ruộng. Vân Chiêu càng ngày càng hài lòng, tư tưởng của Từ Ngũ Tường đã thoát ly khỏi sự trói buộc của đồng ruộng. Đây là điểm tốt, lấy nông làm gốc không có nghĩa là chỉ biết tới nông nghiệp. Thậm chí y dám đánh cược, bằng vào giọng điệu phấn khích này tiếp theo Từ Ngũ Tường nhất định sẽ làm ra cho y một nhà máy quốc doanh siêu lớn. Từ Ngũ Tường thấy Vân Chiêu chỉ nghe không nói, cũng không cắt lời, vẻ mặt ngẫm nghĩ, biết huyện Tôn đang xét tính khả thi của việc này, tiếp tục dùng ngôn ngữ như thi ca đầu độc. Huyện Lam Điền ta là kho báu thiên nhiên, địa linh nhân kiệt, huyện Tôn tuy còn trẻ nhưng lại mang trí rộng lớn, Ngọc Sơn càng là nơi quy tụ linh khí thiên hạ. Vân Chiêu ngẩng đầu lên hỏi, có cách nào xóa hết được vết rỗ trên mặt ngươi không? Từ Ngũ Tưởng đang nịnh bợ nhất thời không theo kịp lối tư duy thiên mã hành không của Vân Chiêu. Có điều đứng thứ 3 ở kỳ thi lớn của Thư viện Ngọc Sơn không phải vô nghĩa, chuyện này phải phiền Nhị Lung giúp Ty Chức lột da mặt này ra, xem có mọc được da mặt mới không. Ty Chức đoán chừng không được đâu,
lột da mặt ra thì càng khó coi. Dù sao thì huyện tôn chỉ dùng có 50 cân kê để đổi lấy thế nên không thể yêu cầu quá cao được, ngài dùng tạm vậy. Vân Chiêu thở dài nói, biện hòa vì một miếng ngọc mà mất hai chân, viên ngọc ngươi muốn để đám muội tử của ta phát hiện ra, ngươi thấy nên trả cái giá thế nào? Ti chức cũng không muốn cưới muội tử của huyện tôn, tướng mạo của họ cũng không tốt. Càng không định để huyện tôn làm người khắp thiên hạ đều là muội phu, làm thế chẳng có tác dụng gì. Muội phu khi cần phản bội thì vẫn phản bội thôi. Ti chức còn muốn cưới một mỹ nhân tuyệt sắc, đợi khi ti chức tích góp đủ tiền sẽ nhờ người đi Dương Châu mua một nàng, với bản lĩnh của ti chức sẽ mau chóng đủ tiền thôi. Từ Ngũ Tưởng rất tự tin, đa đa tỷ nói, Dương Châu là nơi sinh mỹ nữ, tỷ ấy chỉ là bình thường thôi. Các bạn đang nghe truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 267, chiến thắng ư, nực cười, 1. Nhắc tới tiền đa đa, Vân Chiêu không khỏi nhung nhớ, chẳng biết nha đầu đó sao rồi, báo thù xong có khoái hoạt hơn không. Nói đi là quay người đi ngay được không nghĩ lòng người ở lại, cái đầu máu lạnh, chuyện này nàng ấy cũng nói với các ngươi hả? Ngũ Tử Tường hếch mặt lên, sư tỷ sư đệ có gì không thể nói ạ? Ti chức cũng do mua về mà, có gì mà ngại chứ? Vân Chiêu nhanh chóng ký tên lên văn thư, dùng ấn đóng lên, đi làm đi, chuyện kênh Long cử giao thủy quan làm, chuyện quân đội bảo Vân Mãnh đi tra, các ngươi còn cần rèn rũa thêm, không nên thụ địch quá sớm. Từ Ngũ Tường gật đầu, ôm chồng văn thư đi ra. Vân Chiêu lại xe qua ít văn thư mà Từ Ngũ Tường xếp vào loại không quan trọng, đọc qua vài cái quả nhiên toàn chuyện lặt vặt. Không cần chú ý, tùy tiện giao cho lý trưởng trong thôn là đủ rồi. Đứng dậy đi vào nội trạch, y luôn thấy tỷ muội nhà mình mù mắt hết rồi. Cái loại khốn kiếp như Cao Kiệt mà xứng làm đối tượng hôn phối tốt à, sai ngay từ đầu rồi. Về tới hậu viện, nhìn thấy mẹ một cái, Vân Chiêu tuyệt vọng về chuyện tỷ muội nhà mình chọn phu tế. Cha y chẳng có gì đặc biệt, hơn người ở chỗ khéo ăn nói, được lòng các cô nương, tỷ muội ở Thanh Lâu cũng rất ưa chuộng. Gả đi phải nhìn cho chuẩn, không thể ủy khuất bản thân. Nhà ta bây giờ không phải nhìn sắc mặt ai hết, cứ thoải mái chọn người mình thích. Tốt cũng một đời, dở cũng một đời, giày có vừa chân hay không chỉ bản thân mới biết. Giống huynh trưởng các ngươi, kiếm hai nữ tử, ta đều không thích, một thì vị phong trần quá nặng, thanh danh cũng không tốt, một thì quá khô khan, không giống giỏi sinh nở. Nhưng huynh trưởng các ngươi thích, cho nên ta chỉ đành giả câm giả điếc, tương lai, ta làm bà thật khó. Nhưng mà đa đa xinh đẹp, Phùng Anh không tồi. Chẳng biết là tỷ muội nào xen mồm bừa bãi vào, không phải đa đa không tốt, mà trong lòng nó luôn chứa thù hận. Đứa bé này mà không thay đổi được, sống cả đời dù trong nhung lụa thì chỉ có đau khổ mà thôi. Vân Nương ngồi trên ghế thái sư, tay cầm cốc trà, đám bà tử nha hoàn xúm quanh, dưới là tỷ muội của Vân Chiêu đang nghe từng lời. Còn Phùng Anh cũng không tệ, chỉ là đứa bé này hơi ngốc, nếu nó chịu bỏ cung tiễn, cởi võ phục, ăn mặc hành xử như nữ tử, ta vẫn rất thích. Vân Chiêu nghe lén một lúc rồi rón rén bỏ đi. Đây là thời điểm mà mẹ thoải mái nhất, ngồi ở hậu trạch, tụ tập đám nanh vuốt xung quanh, bình luận những nữ tử xung quanh, cảm giác thành tựu này làm mẹ vui vẻ. Trước kia Ngọc Sơn vào ban đêm chỉ có một màu đen ngòm im ắng, nay thêm vô số ánh đèn. Được sương trắng mông lung bao phủ, không thể so với trăng sáng trên trời, nhưng ánh sáng trốn nhân gian càng thêm ấm áp. Huyện Lam Điền đang ngày một tốt hơn, cho người ta thêm hy vọng, sứ mệnh của Vân Chiêu là giữ cho những hy vọng này đừng tan vỡ. Cũng may có rất nhiều người giúp đỡ y, rất nhiều người cùng chí hướng với y, vì nếu một nơi nếu như đang phát triển hướng về phía tốt đẹp thì thường sẽ ngày càng tốt đẹp, tốc độ chuyển biến ngày một nhanh. Khi nơi khác dân chúng lầm than, miếng ăn khó khăn, người huyện Lam Điền sống bình yên no đủ, nơi này tất nhiên thành cái hố đen. Cái hố đen đó cái gì cũng hấp thu, từ những hộ giàu có cho tới sản nghiệp kiếm tiền, rồi đến nhân tài, chỉ cần làm tới mức độ đó, huyện Lam Điền giàu có là điều đương nhiên thôi. Tất nhiên hậu quả của sự phát triển này là làm xung quanh huyện Lam Điền sẽ càng trở nên nghèo khó, người nơi đó càng muốn tới huyện Lam Điền. Đó là vòng tuần hoàn, chỉ cần huyện Lam Điền không đổ, vòng tuần hoàn này sẽ không kết thúc. Chỉ cần tảng đá huyện Lam Điền này bắt đầu lăn rồi, đợi tốc độ lăn của nó càng lúc càng nhanh, sẽ không có lực lượng nào có thể cản trở bước tiến của nó nữa. Sống cuộc sống tốt đẹp là kỳ vọng của tất cả mọi người,
Vân Chiêu quyết định thỏa mãn kỳ vọng mọi người. Nhưng mỗi khi chuyện đang tốt đẹp lại có người phá đám. Hồng Thừa Chủ chuyên làm chuyện phá thối này, giờ ông ta bị trọng thương rồi, Vân Chiêu không cách nào thỏa mãn được kỳ vọng của ông ta. Lý Hồng Cơ lên trận như hổ điên, đám tặc khấu quanh hắn giống sói đói, người phía trước ngã xuống, người phía sau ảo ạt xông lên. Bất kể Hồng Thừa Chủ tạo ra chiến tuyến dày cỡ nào, vẫn bị những người cầm xiên gỗ, cuốc thủng xé toạc. Thậm chí còn có ác tặc giơ song đao, xông tới tận bản trận của ông ta, khiến cho người không giỏi chiến đấu như ông ta cũng phải rút bội kiếm đấu với khảm sơn đao của ác tặc. Dạy khôn ngươi một chuyện nhé, ngàn vạn lần đừng lấy bội kiếm ra chiến đấu, thứ đó nhìn thì đẹp lắm, đến khi chém nhau với người ta thì chẳng tác dụng gì, nếu chẳng phải khải giáp của ta cũng khá thì đã bị Lưu Tông Mẫn chém làm đôi rồi. Cho dù có khải giáp bảo hộ, Hồng Thừa Chủ vẫn bị chém gãy ba cái xương sườn, cổ còn bị người ta đá một cái, ông ta tưởng chết rồi, khi tỉnh lại mới biết là mình còn sống. Được y giả băng bố như xác ướp mà Hồng Thừa Chủ vẫn nói rất khỏe, có lẽ là vừa thoát chết nên ông ta nói rất nhiều. Không phải ông có rất nhiều hỏa thương à? Vân Chiêu phải hỏi câu này, vì bản bộ của Vân Thị toàn là hỏa thương thủ, còn không nhiều bằng Hồng Thừa Chủ. Hồng Thừa Chủ đổi một tư thế dễ chịu hơn một chút, ta cũng nghĩ như thế, ta cho rằng trong mưa đạn như thế, dù là người làm bằng sắt cũng phải sợ, nào ngờ. Khi binh mã trong quân doanh của Lý Hồng Cơ bắt đầu xung phong, bọn chúng như không sợ chết, rõ ràng bị bọn ta giết như gặt lúa. Người phía sau vẫn xông lên, hỏa thương thủ không kịp lắp đạn, đành cầm hỏa thương đánh nhau với người ta. Vân Chiêu thở dài, không cần nói cũng biết hậu quả thê thảm. Chỉ một trận bạch mã pha, bộ hạ của ta chiến tử 2.700 người. Nếu không phải thân binh ta mang theo từ quê nhà liều mạng vì ta thì ta đã bị Lý Hồng Cơ bắt sống rồi, lợn rừng, tên tặc khấu đó ngày càng lợi hại rồi. Khu khụ khụ, Hồng Thừa Chủ đánh trận đó huyết chiến tới cùng, đến cả thân làm chủ tướng còn chiến đấu thì không thể nói ông ta không cố hết sức. Nhưng hoàng đế không hài lòng đoạt hết chức vị của ông ta, đuổi về Tây An dưỡng thương, thật may ngươi thủ được Vũ Quan, nếu không ta chẳng còn đường lui. Vân Chiêu cười khổ, nếu ta không giữ được Vũ Quan, ông đã không ra giã chiến với Lý Hồng Cơ rồi, cũng không tới mức bị thương, trên đời này tốt xấu đúng là khó lường. Chuyện tốt, có điều Tôn Truyền Đình không yên tâm giao lưng cho ngươi, ông ta giữ lại nửa số quân để phòng ngươi tập kích, khiến lực tấn công không đủ, lại làm ta hở sườn, cho chúng không gian chạy đông chạy tây tập kích phòng tuyến của ta. Nhắc tới chuyện này Hồng Thừa Chủ khá hận Tôn Truyền Đình, giận lây luôn Vân Chiêu, không phải ngươi lôi kéo lão bà người ta cùng làm ăn rồi à, sao ông ta còn đề phòng ngươi như thế? Vân Thị trước kia làm đạo phỉ, bị người ta bắt trọn ổ, cho nên Tôn Truyền Đình không vượt qua được định kiến cũ. Chuyện này chẳng còn cách nào, Vân Chiêu nhún vai kể lại sự tích vẻ vang của đám Vân Mãnh. Chương 268, chiến thắng ư, nực cười, 2. Một lần làm tặc, cả đời làm tặc, khụ khụ, ngươi nên thấy may đi, nếu mà bị lão phu bắt được thì chẳng còn ai sống nữa đâu. Ha ha, khụ khụ. Hồng Thừa Chủ vừa cười lớn liền trả giá bằng tràng ho dài, mãi sau mới nói tiếp được. Không phải ông ta cho rằng Vân Chiêu một lòng trung trinh với triều đình, mà quen biết lâu rồi, ông ta biết Vân Chiêu sẽ không chĩa súng vào lưng đồng bạn nếu một ngày ở hai bờ chiến tuyến, binh đao gặp nhau là được. Còn bây giờ không cần đề phòng y, kỳ thực có phòng cũng không được, Tôn Truyền Đình làm chuyện ngu xuẩn, lần này Trương Bình, trung tấn công Tương Dương, nhưng một khi hắn chiếm được Tương Dương thì chỉ có đường chết mà thôi. Nếu chẳng phải trong thành Tương Dương còn có Tương Vương dốc sức giữ thành thì Trương Bình Trung lúc này đã vào thành rồi. Nghe thế Vân Chiêu hiểu ra, thì ra đó là lý do Vương Quốc Trinh lề mề không cứu viện Tương Dương sao. Muốn Trương Bình Trung tự làm mất ưu thế cơ động của hắn. Cho dù chiến lược là đúng, khi nên cứu viện vẫn phải cứu viện, triều đình đã bỏ Thiểm Tây mới ra cơ sự hôm nay. Giờ tặc khấu Thiểm Tây chạy tới Nam Dương rồi, triều đình lại bỏ Nam Dương, vài lần như thế, thiên hạ còn lại cái gì nữa? Hồng Thừa Chủ lạnh lùng nói, chỉ cần chiến lược tứ khốn lục ngung của Dương Tự Xương có tác dụng, ai để ý tới một phiên vương nho nhỏ. Bất kể Tương Vương có thế nào, đầu hàng hay kháng cự, Dương Tự Xương vẫn thành công. Lý Hồng Cơ ác chiến với ta một trận, hao binh tổn tướng còn nhiều hơn cả ta, không còn sức mà mở rộng nữa. Tôn Truyền Đình không thể không nhìn ra cục diện này, con người ta thích gài bẫy, không biết Lý Hồng Cơ có thoát được không? Hồng Thừa Chủ mặc dù hận Tôn Truyền Đình lấy mình làm mồi nhử để hai bên huyết chiến tới lưỡng bại câu thương,
nhưng chỉ cần có lợi cho quốc gia. Ông ta sẽ không nói gì nữa, lợn rừng, nếu hai thế lực tặc khấu này bị tiêu diệt, tặc khấu thiên hạ không đáng kể nữa, thiên hạ yên bình sẽ ngay trong năm nay thôi. Nếu ngươi không có ý định tạo phản, ta khuyên ngươi nên thành thật làm đồng chi Tây An đi, ngươi được bệ hạ khen ngợi. Mấy năm qua cũng rộng rãi cung ứng lương thảo cho triều đình, lại càng không nộp thiếu một đồng thuế nào, trong mắt bệ hạ, ngươi là quan viên tốt. Ít nhất so với tên Sơn Đông tổng binh cỏ đầu tường Lưu Trạch Thanh, Lạc Dương tổng binh giết dân Tả Lương Ngọc, Cẩm Châu đào tướng Tổ Đại Thọ, nhất trụ quốc đất thuộc Tần Lương Ngọc, thì tốt hơn nhiều. Bệ hạ cho dù có xử trí chuyện bia địa giới huyện Lam Điền chạy lung tung thì cũng xử lý những người nói đỡ như bọn ta trước, chuyện ngươi làm ở Lam Điền là cớ giải thích. Dù sao Vân Thị ngươi chưa bao giờ phụ triều đình, thêm vào lần nữa giữ vững vũ quan, cho dù có kẻ muốn nhắm vào ngươi cũng phải dừng lại. Vân Chiêu không trả lời mà hỏi, người khác đã đành đi, làm sao ta có thể hơn được Tần soái chiến công hiển hách. Thổ ti đất Thạch Trụ từ lâu chỉ biết Mã Thị, không biết tới triều đình, ngươi có biết từ năm vạn lịch thứ 27 tới nay, triều đình chưa nhận được một đồng thuế nào của thổ ti Thạch Trụ không? Ngươi nghĩ vì sao triều đình mỗi lần chiến tranh lại dùng Tần Lương Ngọc, ngươi thực sự cho rằng trừ Tần Lương Ngọc ra, Đại Minh ta không có tướng quân để chiến đấu à? Ngươi cho rằng bọn ta nhất định muốn một nữ nhân vào sinh ra tử vì cái gì? Đó là vì muốn tiêu hao hết Nam Đinh ở Thạch Trụ, như thế Thạch Trụ mới dựa vào triều đình để áp chế thổ ti xung quanh, không sinh lòng phản. Hồng Thừa Trù cười lạnh liên hồi, Vân Chiêu nghe mà lửa nóng bốc. Lên đầu, y đâu ngờ có âm mưu thâm hiểm như thế đằng sau chiến tích huy hoàng của Tần Lương Ngọc, nghiến răng rít lên, sao lại làm thế, Tần soái thật oan, bà ta oan thật sao? Con trưởng bà ta Tần Dực Minh lần này tiễu phỉ ở Hà Nam, biết rõ binh lực của ta và Tôn Truyền Đình không đủ, trong tay hắn có 3 vạn binh mã, nhưng lấy cớ không đủ lương thảo, không tiến quân. Hồng Thư Trù hừ mạnh, Dương Tử Xương cấp hắn 8 vạn lượng bạc, hắn mới lề mề chạy từ Hà Bắc tới Hà Nam, đợi khi hắn tới nơi thì Lý Hồng Cơ chắc là đã bị Tôn Truyền Đình giết chết rồi. Lời của Hồng Thư Trù xưa nay luôn cần suy nghĩ, Vân Chiêu lúc sau mới nói, nếu Lý Hồng Cơ sắp bị tiêu diệt, vì sao Tần Dực Minh không mau tiến công, lấy quân công? Vì người ta có đủ quân công rồi, không cần thêm nữa, chỉ cần lương thảo, vật tư, tiền, người. Cái gì cũng cần, chứ không cần quân công. Lợn rừng, ngươi chưa hiểu à? Hồng Thư Trù nói chạm vết thương, vẫn cố chấp ôm ngực nói tiếp, người ta sợ bệ hạ giết hết phỉ tặc rồi sẽ thỏ hết chó vào nồi. Chiêu này không ai thuần thục hơn hoàng gia đâu, năm xưa Lý Thành Lương cũng vì lo chuyện này, nên nuôi giặc để giữ thân, giờ mới sinh cái họa kiến nổ. Ông nói đúng lắm, ta thấy nên viết lời ông vào tấu chương dâng lên cho bệ hạ. Vân Chiêu gật gù, Hồng Thư Trù cười ha hả chỉ Vân Chiêu, mau viết đi, nếu ngươi biết đường dâng tấu lên để ta giao giúp cho. Lợn rừng à, làm quan phiêu bạt bao năm, ngươi có biết giờ ta khát vọng về quê ăn với cha mẹ bữa cơm, đoàn tụ với thê tử ra sao không? Nếu về bây giờ, thê tử của ta có khi còn có cơ hội sinh cho ta đứa con, ông có thể từ quan không làm nữa mà. Vân Chiêu tranh thủ khuyên, thói đời này làm quan không có kết cục tốt, dù sao cũng giao tình nhiều năm, không muốn nhìn ông ta đi vào bước đường cùng, bằng vào cái gì chứ. Mỗi 10 năm vất vả đèn sách, dùi mài kinh sử mới lên được địa vị hôm nay, mỗi bước tiến gian nan thế nào, ngươi bảo ta lùi bước sao, ta không cam tâm. Hồng lão tổ tông tuổi đã cao, tẩu phu nhân phòng trống nhiều năm, ngày đêm mong ông về, còn ông một mình ở ngoài phiêu bạt. Ăn không no, mặc không ấm chưa nói, còn bị tặc khấu đánh cho, đó là cuộc sống của con người. Hồng Thư Trù xua tay, không được, thế nào cũng phải lên làm tể tướng một nước, lưu danh sử sách mới về. Thế thì đoán chừng ông không sinh nổi nhi tử nữa rồi, chỉ có phận bế cháu thôi, đợi khi lưng còng tóc bạc mới về nhà thì không còn ý nghĩa nữa. Sao mỗ nghe như ngươi có ý chiêu lãm mỗ thế? Vân Chiêu không phủ nhận, nếu ông tới, ta có bao nhiêu quyền hạn, cho ông bấy nhiêu quyền hạn. Xưa này hai vương ngang hàng làm gì có ai có kết cục tốt, nếu thực sự ta tới huyện Lam Điền. Thực sự có quyền hạn như ngươi, chưa tới 5 năm, chúng ta sẽ có người sống kẻ chết, tuyệt đối không thể cùng tồn tại. Lợn rừng, ngươi nhận thức về quyền lực, còn chưa đủ rồi, sau này khi chiêm lãm người ta thì phải định vị rõ vị trí bản thân. Cái gì nên cho người ta thì đừng keo kiệt, cái gì không nên cho thì nói sớm để đoạn tuyệt mộng tưởng của người ta. Sau này ai là chủ phải nói rõ, thật rõ ràng, còn phải vạch ra giới hạn đỏ, ai vượt qua là chém ngay, không được nhân từ. Một người hữu dụng đến mấy,
nếu như cứ nhòm ngó vị trí của ngươi, thế thì đừng nhận, nếu không năng lực càng lớn thì tác hại càng nhiều. Ngươi muốn chiêu lãm ta cũng không phải không được, nhưng nhất định đợi lúc ta cùng đường hết lối hãy đưa tay ra kéo ta một cái. Hồng Thừa Chủ tuy trọng thương, đầu óc vẫn tỉnh táo, nói chuyện vẫn rành mạch, vì chỉ có như thế. Ta mới biết người đó thực sự nhìn trúng tài hoa của ta, quy thuận ngươi cũng là chuyện hợp lý, mới không sinh ra suy nghĩ nào khác nữa. Vân Chiêu hết sức hài lòng, được, ta nhớ kỹ rồi, nhất định đợi tới khi ông cùng đường hết lối, thân bại danh liệt sẽ chiêu lãm ông. Các bạn đang nghe truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 269, có theo đuổi luôn tốt. Hồng Thư Chủ gật đầu biểu thị đồng ý, chợt nhận ra lời Vân Triều có vấn đề, tên này nhiều lúc cứ nói mấy lời huyền ảo như thần côn vậy. Giọng điệu chắc nịch của y cực kỳ đáng ghét, vì sao lại phải đợi mỗ thân bại danh liệt? Ngươi biết mỗ sẽ có ngày đó à? Thì chính ông vừa dạy ta còn gì, nếu ông chưa thân bại danh liệt thì đâu tới mức cùng đường hết lối. Danh tiếng của ông lớn như thế, thêm vào thân bằng cố hữu cả đống, nếu ông không thân bại danh liệt, một thổ hào quan trung như ta sao dám dùng. Vân Chiêu giang tay cười hì hì, Hồng Thư Chủ nghĩ một lúc rồi thống khổ thừa nhận, đúng là thế thật, nhưng mà chẳng qua chỉ là suy nghĩ của ngươi, mỗ sao rơi vào cảnh đó được, hay chúng ta đánh cược đi. Không đánh cược với ông, thắng rồi ta còn mất nhiều hơn thua. Ha ha ha, phải rồi, bố trí của ngươi ở thành Quy Hóa ra sao, đã dùng được chưa? Vân Chiêu đau khổ lắc đầu, cái thành Quy Hóa đó là giờ là thứ quỷ hút máu, hút cả máu của Hoàng Thái Cực, của Thương Cổ Trương Gia Khẩu, đương nhiên ta cũng phải đổ máu lớn cho nó. Vì tất cả đều hy vọng thành Quy Hóa có thể phục hưng, đều hy vọng xung quanh đó ruộng đồng trải dài ngàn dặm, lúc này còn chưa giúp được gì ông hay triều đình đâu. Hồng Thư Chủ an ủi, thôi, có hy vọng là được rồi, có bố trí này của ngươi ở tái ngoại, ít nhất bọn ta không phải trơ mắt nhìn kiến nô hoành hành mà không làm được gì. Mà ngươi trở mặt với Cao Khởi Tiềm rồi à, thế thuốc pháo và đạn dược cho Thiên Hùng quân có khả năng lấy được không? Lô Tượng Thăng đang cần gấp lắm. Chuyện này làm Vân Chiêu đang rất khó chịu, Cao Khởi Tiềm rất cẩn thận, hắn ta không chịu rời thành Tây An nửa bước, khiến ta không có cơ hội hạ thủ, cho nên đành ra tay với hoạn quan bên cạnh hắn, xem có thể gạt tên. Thái giám chết tiệt này sang bên không, ta thấy chưa tới một tháng nữa là có tin tức tốt rồi. Có biện pháp là tốt rồi, hoàn cảnh của Thiên Hùng quân bây giờ rất gian nan, giờ ta chiến bại, áp lực của họ sẽ càng nặng nề, cho nên trước khi bị bệ hạ cách chức, ta đã đem hết lương thực và quân khí cho Lô Tượng Thăng, coi như giúp ngươi hoàn thành lời hứa, sau này ngươi phải trả ta cả vốn lẫn lãi đấy. Ông tính toán hay quá rồi, để lại một cái quân doanh trống không cho người thay thế, chắc chắn chẳng làm nên trò trống gì. Đến lúc đó ông quay lại nắm quyền, chỉ cần kéo đồ từ nhà ta ra, quân doanh của ông lại đầy áp. Ta hỏi ông, đám quan viên các ông đều vô sỉ như vậy à? Hồng Thư Chủ thấy làm Vân Chiêu bực tức là khoái trá lắm, lộn rừng, nếu ngươi thương bách tính Đại Minh thì thương cho tới cùng đi, trong quân khổ lắm, ngươi chưa biết hết đâu, coi như ngươi cứu tế vậy. Được rồi, ta biết ngươi bận lắm, đi đi, lần sau tới thăm đừng đi tay không, sao thăm người bệnh lại không mang theo ít đồ bổ dưỡng, để người bệnh phải nhắc, thế là ngươi không phải rồi. Vân Chiêu trừng mắt lên, Tần Vương vừa tặng ta hai mỹ nhân đặc sắc của Tần Vương phủ đấy, ta không dám mang về nhà, hay là ta tặng ông nhé, đối xử với các nàng cho tốt, đều là người khổ mệnh. Ta vừa mới bị thương, ngươi lại tặng mỹ nhân, đây là tặng quà hay là đòi mạng? Tiền tài thì Hồng Mỗ không từ chối, mỹ nữ thì thôi đi, dù sao vừa rồi nói với ngươi nhớ thê tử, nếu ngươi không định tặng thật, ta cũng không định nhận. Hồng Thư Chủ xua tay đuổi khách, nói chuyện nãy giờ mệt rồi, Vân Chiêu đi ra tới cửa, quay đầu nhìn Hồng Thừa Chủ băng bó toàn thân nằm trên giường, lão Hồng, chúng ta đều phải bảo trọng nhé. Hồng Thư Chủ thở dài một tiếng, khép mắt lại. Thời buổi này, ai nói trước được điều gì cơ chứ, cắn răng nỗ lực thôi, xem ông trời cho tới đây. Vân Chiêu rời nhà Hồng Thừa Chủ ở thành Tây An, con đường này người qua kẻ lại rất phồn hoa, thêm vào không ngừng có thương gia dùng giọng quan trung mời khách như chửi người. Làm phố xá càng thêm náo nhiệt, khiến cho xe ngựa của Vân Chiêu phải đi dừng dừng hết một tuần hương mới thoát. Chợt nhớ tới con đường thương nghiệp mà năm xưa y và Hồng Thừa Chủ chuyên môn lập nên để buôn bán với người Mông Cổ, người Ô Tư Tàng, người Hồi Hồi. Mỗi khi tới tháng 5, nơi này bị người bốn phương bao vây kín mít,
không chỉ có lượng lớn thương cổ tới làm ăn, còn có các thanh lâu tới lập sân khấu, mỹ nữ mặc cung trang ở đó đánh đàn, khiêu vũ, ngâm thơ ca hát, làm người ta hoảng hốt như quay về đại đường thịnh thế. Vân Chiêu ngồi trong xe ngựa nhìn cảnh tượng bên ngoài, lúc thì hoan hỉ, lúc lại bi thương. Y từng ở trước tháp Đại Nhạn, nghe khúc song diện Yến Luân, xem mỹ nhân mặc đồ cổ trang nhảy điệu lệ nhân hành. Người xem nghìn nghịt, tiếng vỗ tay như sấm rền, mỹ nhân kiêu ngạo. Còn hiện giờ tháp Đại Nhạn xám xịt, không có ánh đèn màu sắc, không có tuyệt sắc mỹ nhân, chỉ có tăng nhân ăn mặc như ăn mày, đôi mắt mờ đục đứng đó, hy vọng có hương khách thành kính bố thí cho ít tiền lương. Vân Chiêu ném ít bạc vụn vào bát của lão tăng, bạc nảy trong bát nghe leng keng như gõ chuông hết sức vui tai. Cứ tưởng rằng lão tăng trông bộ dạng rất giống đã tu hành đắc đạo này chỉ hời hợt niệm một câu Phật hiệu sau đó tiếp tục đứng đấy nhìn chúng sinh. Vân Chiêu sẽ thành kính chắp tay một cái, ai dè ông ta tích tắc sáng mắt, vồ lấy bạc vụn nhanh như chớp cất đi, sau đó lại để cái bát trống trước mặt. Có lẽ thời khắc này ông ta cảm tạ Phật Tổ, còn về phần Vân Chiêu, chẳng qua chỉ là một thằng ngốc lắm tiền được Phật Tổ phái tới bố thí cho mình. Chẳng thèm để ý tới ông ta nữa, lúc này ngồi cùng xe với Vân Chiêu có hai tiểu cô nương gầy gò, chỉ 13-14 thôi. Trong đó có một tiểu cô nương có đôi mắt tròn đáng yêu, y hỏi, các ngươi biết nhảy lệ nhân hành không? Hai tiểu cô nương nghi hoặc lắc đầu, có biết ca khúc song diện Yến Tuân không? Hai tiểu cô nương chớp đôi mắt vô tri, có chút sợ hãi. Bọn tỳ nữ chỉ biết hát ít khúc Thủy Ma, cũng biết hát tân khúc Mẫu Đơn Đình. Khi đệ tử đích truyền của Thang Đại Gia tới Tây An, tỳ nữ có xem qua, cho nên học trộm một ít. Sợ rằng nếu chủ nhân mới của mình còn hỏi tới thứ mà mình lại nói không biết. Tiểu cô nương vội vàng kể ra một số thứ mình biết, nếu không có lẽ vận mệnh đáng sợ sẽ đợi chúng ta tới huyện Lam Điền. Vì vỗ về hai tiểu cô nương bất an, Vân Chiêu nói ra mục đích chuyến đi này, huyện Lam Điền ạ. Đúng thế, ta là huyện lệnh. Tiểu nữ biết múa, múa kiểu gì cũng biết, chỉ cần nhìn một lần là học được. Tiểu cô nương nãy giờ im lặng có vẻ chậm chạp, mặt trắng bệch rốt cuộc cũng lên tiếng, ngài có thể bán bọn tỳ nữ tới thanh lâu, bán được không ít tiền đấy. Vân Chiêu thương hại, kỳ thực các ngươi có thể dựa vào dệt vải để sống mà. Tỳ nữ không dệt vải, chỉ thích múa thôi, nếu được múa thì ở đâu cũng được. Vân Chiêu thích người có mộng tưởng, vì chỉ có mộng tưởng thì con người mới thực sự giống con người, cho dù là địa vị người đó có thấp bé tới mấy, có mộng tưởng sẽ làm cả người phát sáng. Nhìn dáng vẻ quật cường của tiểu cô nương, Vân Chiêu thấy mình cách ngày nghe xong diện Yến Tuân và múa lệ nhân hành không còn xa nữa. Đó là sức hút của hy vọng, nó có thể lan truyền. Vừa về tới nhà thì hai tiểu cô nương bị mẹ tịch thu, Vân Chiêu chẳng có được cái gì hết. Trước kia mẹ thích thu gom tiền tài, giờ mẹ thích thu gom người, nhất là nữ hai tử. Mẹ có suy nghĩ của mẹ, chẳng qua Vân Chiêu không hiểu thôi. Chương 270, đốt cháy giai đoạn. Vân Chiêu đang xử lý công văn thì thần phụ Thăng Nhược Vọng của giáo đường Ngọc Sơn hưng phấn tới tìm, thần bí nói với y, ông ta đã phá giải được thuật chế tạo pha lê. Đối với chuyện ông ta biết chế tạo pha lê, Vân Chiêu chẳng thèm để ý, cái gì mà phá giải thuật chế, tạo pha lê chứ, tám thành là đồng nghiệp của ông ta ở châu Âu nói cho ông ta mới đúng. Lịch sử của pha lê dài hơn mọi người dự liệu, vào thời kỳ Solomon trước công nguyên đã có rồi. Vì khi đó pha lê là loại tài phú rất quý giá, cho nên đám trộm mộ mở kho báu Solomon vô cùng thê thảm. Bọn họ đã phải mạo hiểm cực lớn, đầu tư vô số tiền bạc công sức để đi tìm kho báu Solomon trong truyền thuyết, cuối cùng tìm được đống pha lê vỡ nát. Vân Chiêu chẳng biết tâm tình của đám đạo tặc khi đó ra sao, nhưng y biết thời điểm này công nghệ chế tác pha lê đã không che giấu được nữa, nó đã được chuyển tới châu Âu rồi. Tiếp theo đây, pha lê trở thành mắt xích quan trọng nhất của trò lừa đảo lưu hành khắp châu Á một thời. Năm xưa đi học bồi dưỡng, giáo viên đã lấy pha lê ra làm ví dụ nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ, thân là một phần tử của chính phủ. Ngàn vạn lần đừng đem thứ mình không quen thuộc vào trong công tác, nếu không đó là tội ác với nhân dân, sỉ nhục với quan viên. Bao nhiêu năm qua Vân Chiêu chưa bao giờ keo kiệt việc tài trợ cho mấy người Thăng Nhược Vọng. Mặc dù ích lợi họ mang lại không xứng đáng số tiền mà y đầu tư, nhưng y không vì thế mà cắt giảm ưu đãi nào. Vậy mà giờ Thăng Nhược Vọng lại hớn hở tới nói với y về pha lê, không những làm Vân Chiêu thất vọng mà cả độ tín nhiệm của y cũng sụt giảm mạnh. Cảm giác bao năm qua mình nuôi sói vậy, cho chúng ăn, chúng không thân. Thứ này có gì mà kỳ lạ,
chỉ cần dùng đá thạch anh, đá vôi, cho vào nung với nhau là nung ra được pha lê thôi. Ông nên đặt thêm nhiều tâm tư vào nghiên cứu hỏa pháo đi. Ví như làm sao đúc ra được đại pháo gọn nhẹ dễ dùng, làm sao mới tránh việc dùng đồng đúc pháo, đó mới là công tác quan trọng nhất của ông. Vân Chiêu nhìn gương mặt như bị lừa đạp của Thăng Nhược Vọng, nói chuyện mất đi sự khách khí trước kia. Kỹ thuật chế tạo lưu ly quý gấp pha lê cả ngàn lần cũng được tổ tiên ta phát hiện ra khi đúc đồ đồng, có gì lạ đâu cơ chứ. Ngoài ra nói với những người bạn của ông còn chưa từ Pháp tới, pha lê ở chỗ bọn ta không đáng tiền, đừng có vất vả đi vạn dặm mang đống pha lê tới đây lừa gạt. Mặt Thăng Nhược Vọng ngày càng trắng, trắng gần bằng với bá tước Dracula, áo choàng đen thì ông ta có sẵn rồi, chỉ thiếu mỗi hai cái răng nanh hút máu nữa thôi, đôi mắt càng lúc càng đỏ cũng giống nốt. Vân Chiêu đang phê duyệt công văn mất kiên nhẫn nói, mảnh đất này không có người cho ông lừa đâu, đi mà lừa người Ấn Độ. Lừa người cưỡi lạc đà lưu lãng trên sa mạc ấy, ta nghe nói bọn họ vô cùng giàu có, các ông sẽ có thể dùng mấy thứ đồ pha lê đẹp đẽ đó đi lừa tiền xây giáo đường. Ta không tin người nơi này đều bác học như ngài. Hy vọng của Thăng Nhược Vọng bị Vân Chiêu bóc trần một cách vô tình, lòng tan như cho phát ra tiếng rên cuối cùng, Vân Chiêu đặt bút xuống, bình tĩnh nói, nhân dân của bọn ta chỉ có thể bị bọn ta lừa, không cho phép người ngoài tới lừa. Thăng Nhược Vọng bất đắc dĩ nói, được rồi, tướng quân của ta, ngài là người trí tuệ, nếu như bọn ta mở một xưởng pha lê, quản lý do người của ngài chỉ định, ngài thấy sao? Vân Chiêu nghĩ một lúc nói, như thế rất tốt, ông có thể đi tìm Từ Ngũ Tường, đem bí phương của ông nói với hắn, để khi hắn an bài xưởng đồ sứ cũng mở một xưởng pha lê, chúng ta lừa được. À không, chúng ta kiếm được 2 lượng bạc, sẽ chia cho ông 1 lượng. Ông nên biết đây là thỏa hiệp lớn nhất của ta với ông rồi, tương ứng với đó là, ông nhất định phải làm cho ta đại pháo bắn xa hơn, uy lực càng lớn hơn, đi đi, Từ Ngũ Tưởng ở sát vách. Đợi Thăng Nhược Vọng thất vọng đi rồi, Vân Chiêu đấm đầu mình, sao mà mình lại quên chuyện pha lê nhỉ, nếu có pha lê rồi, vậy thì xưởng xi măng cũng nên xuất hiện chứ nhỉ, rốt cuộc có nên làm không? Vân Chiêu bất giác nhớ tới ánh mắt thù hận của đám ông chủ xưởng xi măng bị y bắt đóng cửa, giờ y lại tính chuyện mở xưởng xi măng. Cơ mà công nghệ chế tác xi măng còn đơn giản hơn cả thủy tinh với đồ sứ, mặc dù với trình độ thời này tất nhiên chỉ làm ra được xi măng thô sơ chất lượng thấp dễ vón cục, khó bảo quản, song đem so với đất tam hợp phải trộn cùng rơm và gạo nếp thì rõ ràng tốt hơn hẳn, lại còn có không gian cải tiến. Sau nửa ngày trời cân nhắc, Vân Chiêu ra ngoài, đứng ở cổng đại trạch Vân Thị nhìn khói đen bốc lên ở hậu sơn. Lòng ưu sầu, nơi đó là xưởng luyện thép, nguồn ô nhiễm lớn nhất trong thành Ngọc Sơn, nếu thêm cái xưởng xi măng nữa. Vân Chiêu ngồi xe lừa đi làm lên thư viện Ngọc Sơn, mai là ngày đại hỷ của Từ Nguyên Thọ tiên sinh, y thân là khai sơn đại đệ tử, không đi không được. Thôi thì đi trước một ngày luôn cho xong. Vừa mới gặp được tân lang râu tóc cắt tỉa gọn gàng, quần áo là lượt, còn gài cái châm thanh ngọc, Vân Chiêu liền bị tiên sinh đuổi ra ngoài. Tân lang già xấu hổ đây mà. Vân Chiêu ngồi trên hàng rào gỗ, lấy cái bánh mì cứng từ giỏ của bà nương da trắng eo như cái chum. Vừa ăn bánh mì vừa nói chuyện với bà nương da trắng. Bà nương da trắng nói tiếng Hán vẫn rất trúc trắc, Từ tiên sinh rất đẹp trai. Vân Chiêu lại cắn miếng bánh mì nữa, đúng là đẹp trai, sao không theo đuổi ông ấy? Bà nương da trắng cười to, thân thể ông ấy không đủ cường tráng. Vân Chiêu tán đồng hết sức, đó là phong cách của người đọc sách đấy, họ thích gầy trông mới có phong, phong cốt không thấy, mà cốt rõ nhiều. Giọng hai người cực lớn, sau đó có cái ấm trà bay vèo từ cửa sổ ra. Bà nương da trắng vung cánh tay nần nẫn thịt chộp ngay lấy trước khi rơi trúng đầu Vân Chiêu, sau đó cho ấm trà vào giỏ, chạy biến mất. Đều là người rất thực tế, chỉ cần là thứ người khác đánh rơi, tức là người ta không cần nữa, ai nhặt được là của người ấy. Tiên sinh, ấm trà của người bị người ta nhặt mất rồi. Vân Chiêu bắt tay làm loa nói lớn vào trong, phòng, xéo. Từ tiên sinh trả lời hết sức đơn giản rõ ràng, nghe nói muội tử của Lao Như Ý bị hôi nách, tiên sinh. Trong nhà học sinh có dầu hoa quế do Dada sai người đưa về, thơm lắm, tiên sinh nên sức một ít lên chăn uyên ương. Xéo. Tiên sinh trước kia chúng ta ước định tiền học 1 vạn lượng hình như là hơi nhiều rồi, tiên sinh, người lấy gì để bồi thường học sinh đây? Xéo. Nghe nói Từ đại tiên sinh gặp xui xẻo rồi, tiên sinh nên mời ông ấy tới huyện Lam Điền, Từ đại tiên sinh cả đời lang bạt kỳ hồ. An gia ở huyện Lam Điền, huynh đệ tiên sinh cũng được tương phùng, thế chẳng phải tốt lắm à? Xéo.
Vân Chiêu thở dài, xem ra Từ Quang Khải không chịu tới huyện Lam Điền, nghĩ cũng phải thôi, trước kia dù sao người ta cũng là lễ bộ thượng thư. Văn Uyên các đại học sĩ, năm Sùng Trinh thứ 6 bị bệnh nặng, thiếu chút nữa không sống nổi, liền cáo lão Từ Quan, nghe đâu gần đây định về quê nhà phủ Tùng Giang. Nếu mời được vị tiên sinh yêu thích khoa học này tới Ngọc Sơn thì tốt biên bao, đáng tiếc lão tiên sinh tựa hồ càng thích về quê, có lẽ nhiều tuổi rồi, không thích chạy lung tung nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 27 của bộ truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.